Tôi thấy có một hiện tượng lạ các bạn ạ. Rõ ràng điện thoại của mình là iPhone 14 Plus, là iPhone đời mới nhất nhá. Mà hôm nay dùng nó cứ bị giật lag khó chịu thật sự. Rõ ràng iPhone đời mới nhất. Ai bảo đây là iPhone đời mới nhất? Đây là iPhone cũ rồi. Thế cho nên là thằng nào quá bia. Ủa gì vậy? Nạp tiền mua iPhone 15 cho tao. Thì là bản iPhone 15. Nhiều. Thì phải là iPhone 15 Pro Max bản 1T. Mày hiểu chưa? Và đấy các bạn ạ, tất nhiên là iPhone 14 Plus mình không giật lag, nó chỉ là một tình huống vui vẻ thôi. Nhưng mà các bạn cũng biết cái gì vừa xảy ra rồi đấy. Một chấn động lớn, một vụ nổ lớn, iPhone 15 series ra mắt với rất nhiều sự thay đổi. Đấy là mình làm quá nên thôi, nó không có nhiều thay đổi lắm đâu. Nhưng mà tất cả sẽ được chia sẻ trong video ngày hôm nay. Các bạn không cần phải xem một cái buổi sự kiện hàng tiếng đồng hồ của Apple, mà chỉ cần xem video chưa tới 10 phút này thôi. Tất cả những gì các bạn cần biết về sự kiện ra mắt iPhone 15 series của Apple nha. Ok, bắt đầu sự kiện ấy, thì tất nhiên là không phải iPhone 15 rồi. Những cái gì hay nhất thì Apple thường để cuối, mà chúng ta sẽ được gặp gỡ đầu tiên chính là bác Tim Cook chào rất thân thiện và giới thiệu về sự thành công của những sản phẩm trong quá khứ của họ, như là Apple Watch hay là iPhone đã giúp đỡ cho cuộc sống của người dùng an toàn hơn, cứu giúp họ như thế nào. Sau đó đến phần ra mắt, giới thiệu tính năng của Apple Watch Series 9 hoàn toàn mới. Nhưng thật sự thì mình thấy nó cũng sẽ chỉ có khoảng 3 điểm mới nhất thôi. 1. Con chip S9 hoàn toàn mới. 2. Màn hình mới. Thiết kế nó vẫn vậy nha, nhưng mà tấm nền được sử dụng có khả năng đẩy độ sáng lên cái ngưỡng cao hơn, lên tới là 2000 nits. Và 3 là thiết kế được cấu tạo từ những cái vật liệu thân thiện với môi trường hơn, và có cả một cái số dòng dây mới của Apple như kiểu là dây Alpine được chế tạo từ những cái sản phẩm thân thiện với môi trường. Cũng như là trong quá trình sản xuất ra các thiết bị này thì Apple đã tập trung vào 3 cái phân đoạn sản xuất mà có thể là phát thải khí nhà kính rất là lớn. Ví dụ như là materials là vật liệu này thì họ đã chuyển sang sử dụng vật liệu thân thiện hơn. Thứ hai là năng lượng họ sử dụng trong quá trình sản xuất thì họ cũng chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, clean, gọi là điện sạch. Và thứ ba là quá trình vận chuyển thì họ cũng đã thay đổi bằng cách là sử dụng những cái vật liệu đóng gói thân thiện hơn, hay là làm hộp mỏng hơn, nhỏ hơn để có thể tối ưu về không gian và vận chuyển được nhiều món đồ hơn trong một lần di chuyển như vậy. Và họ cũng sẽ chuyển sang sử dụng vận chuyển qua đường biển, đường hàng hải nhiều hơn so với cả đường hàng không, bởi vì đường hàng hải thì sẽ bớt phát thải khí nhà kính hơn so với cả đường hàng không. Có thế thôi. Mình nghĩ là Apple Watch trong nhiều năm nay thì nó đã dần chuyển biến sang một cái dạng là thiết bị vòng đeo tay thông minh, có hỗ trợ khả năng theo dõi sức khỏe rất là tốt. Và Series 9 thì cũng chỉ là nâng cấp những cái tính năng vốn có như là tracking nhịp tim, đo các thứ à. Và nó có một cái tính năng phần mềm lớn nhất thay đổi mà mình thấy Apple cũng quảng cáo khá là nhiều, đó chính là Double Tap. Khi mà các bạn đang bận một tay để làm một cái khác thì tay trái của các bạn đeo đồng hồ, các bạn sẽ không thể sử dụng tay phải để thao tác được, đúng không? Thì bây giờ các bạn chỉ cần là lấy ngón trỏ và ngón cái táp vào nhau hai lần như thế này là Double Tap ấy, thì đồng hồ với những cái cảm biến phía dưới của nó xuyên qua được da của các bạn để nhận biết được sự khác biệt trong cái lưu thông mạch máu của các bạn, sẽ nhận ra được là các bạn đã Double Tap ngón tay như thế này, và nó sẽ kích hoạt những cái tính năng mà các bạn đã cài đặt vào, ví dụ như là gọi Siri hay là trả lời cuộc gọi, vân vân và mây mây. Tiếp theo là Apple Watch Ultra thế hệ thứ 2 cũng sẽ sử dụng con chip S9 này. Thiết kế thì trông vẫn giống đời cũ, nhưng mà màn hình cũng được nâng cấp về tấm nền với độ sáng tối đa lên tới là 3000 nits. Cũng có những cái phiên bản dây mới thân thiện với môi trường hơn. Cái màn hình này thì sẽ có khả năng tự động bật chế độ tối, chế độ ngủ tùy theo cái cảm biến ánh sáng. Và pin của nó cũng sẽ được nâng cấp, nhưng mình nghĩ không phải là nâng cấp về dung lượng pin nha, mà là nâng cấp về thời gian sử dụng, do đã sử dụng con chip mới tiết kiệm pin hơn rồi. Các bạn có thể dùng cái chiếc đồng hồ này lên tới là 36 tiếng, và khi mà bật chế độ tiết kiệm pin ấy, thì lên tới là 72 giờ cơ. Đấy, khoảng 3 ngày sau Apple Watch, tới ngày các sản phẩm các bạn mong chờ. 4 mẫu iPhone 15 series hoàn toàn mới, mà lại có một câu chuyện là 4 mẫu này lại có nhiều sự khác nhau nhỉ, chứ không phải như năm ngoái 13 Pro Max hay là 14 Pro Max lại cũng tương đương với cả 13 Pro hay là 14 Pro đâu. Đây này, nói kỹ hơn này. Đầu tiên là iPhone 15 thông thường và iPhone 15 Plus. Màu sắc thì có 5 tùy chọn màu sắc, các bạn có thể thấy hầu như là những màu này đã xuất hiện rồi. Ví dụ như là màu xanh cốm giống như của iPhone 12, màu xanh nhạt nhạt thì giống như là 14 mình đang dùng, hay là màu hồng thì giống của iPhone 13 mini ngày xưa mình cũng đã mua. Phong viền thiết kế mà nhìn từ phía sau ấy hoàn toàn không khác biệt gì so với iPhone 14 hay là iPhone 13 cả. Tuy nhiên, phía trước của nó sẽ là một thứ hoàn toàn mới, không phải là tai thỏ nữa mà là Dynamic Island, giống như trên iPhone 14 Pro Max các bạn ạ. Nhưng cái màn hình này thì vẫn là 60Hz nha. Apple thì không có nói về tính năng 120Hz, cho nên chúng ta biết được luôn là màn hình này chỉ có 60Hz thôi. Và như mình thấy thì có vẻ Apple đang dùng lại chính màn hình của 14 Pro Max luôn, bởi vì nó có độ sáng pick lên tới là 2000 nits. Nó cảm giác như kiểu là màn 14 Pro Max xong rồi bị ép cái tần số quét xuống còn 60Hz vậy á. Cũng camera cũng có những cái nâng cấp chính, nhưng mà chính xác thì như mình thấy nó cũng giống như kiểu B từ 14 Pro Max sang, với cảm biến chính ở trên 15 sẽ là sử dụng cảm biến kích thước lớn, độ phân giải là 48 megapixel, hỗ trợ các bạn có những bức ảnh
crop vào, zoom kỹ thuật số vào nhưng mà vẫn giữ được độ nét rất là cao. Cho nên là coi như cái cụm camera đó là cũng có thể chụp tele 2x độ nét tốt đấy. Nhưng thật ra là nó không có camera tele zoom quang học nhá, nó vẫn chỉ là zoom kỹ thuật số. Khi các bạn zoom thì các bạn chụp ở chế độ 48 megapixel sau đó crop, còn khi các bạn chụp ở 1x thì nó sẽ chụp full độ phân giải, sau đó lại tự nén lại còn 12 megapixel. Nó giống y hệt như cách các bạn đang sử dụng camera trên 14 Pro Max thôi. Về mặt phần mềm mình cũng không thấy có nhiều những cái sự nâng cấp. Năm nay chúng ta cũng không có những cái cinematic mode được nâng cao hay là video ProRes gì mà được mang xuống dòng thường cả. Nó cũng chỉ như vậy. Chip A16 Bionic dùng lại của 14 Pro Max, cái câu chuyện mà iPhone dòng thường của đời tiếp theo dùng lại những cái linh kiện hay là công nghệ của dòng Pro đời cũ, nó đã xảy ra khoảng 2 năm nay rồi. Chúng ta cũng không có gì lạ lẫm nữa. Nhưng cái hay ho nhất, cái thay đổi mà mình cũng không lạ nhưng mà mình rất là đón chờ, đó chính là USB Type-C thì nó đã xuất hiện rồi. Và cũng không thấy nói gì về tốc độ các bạn ạ. Thì thôi, chắc là chúng ta cũng biết rồi đấy. USB Type-C trên iPhone 15, iPhone 15 Plus hỗ trợ sạc nhanh, nhưng chắc là 480 megabit giây, kiểu USB Type-C giống như trên iPad Gen 10 thôi. Chứ còn anh em mong chờ gì nữa đúng không? Quá nhiều sự nâng cấp rồi. Màn hình của Dynamic Island này, camera 48 megapixel này, cổng USB Type-C phía dưới này, và những cái vỏ vật liệu tái chế thân thiện với môi trường hơn. Và chốt ở đó. À, có chip bên trong A16 Bionic nữa, khỏe nha. Và đấy, iPhone 15 Plus thì chính là phiên bản kéo to của iPhone 15 thôi, với màn hình 6.7 inch, cũng giống như kiểu là iPhone 14 Plus vậy. Và nếu các bạn đang định chê trách Apple vì sự ít nâng cấp của iPhone 15, thì đừng quên là hãy nhìn vào mức giá, giữ nguyên so với iPhone 14 hay là iPhone 14 Plus các bạn ạ. Coi như là thay vì các bạn năm ngoái bỏ ra 27 triệu, 25 triệu, 20 triệu, thì năm nay các bạn cũng bỏ ra một số tiền tương đương, nhưng lại có nhiều những cái sự nâng cấp. Anh em mà đang dùng iPhone 12, iPhone 13 mà lên đời iPhone 15 thì mình nghĩ là ok đấy. Còn hãy nói về iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max đi. Năm nay, cả hai dòng điện thoại này sẽ được sử dụng cái thiết kế với khung viền bên ngoài tạo thành từ chất liệu là titanium. Mình từng dùng một chiếc Apple Watch titanium rồi. Cái cảm giác nó rất là khác biệt so với thép các bạn ạ. Chắc chắn là mình sẽ review kỹ trong tương lai. Nhưng mà anh em cứ lưu ý thôi là titan nó sẽ bền hơn thép, nhưng nó sẽ nhẹ hơn. Và vì vật liệu titan rất là khó để sơn lên, cho nên chúng ta sẽ có 4 tùy chọn màu sắc titan của iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max năm nay. Nó đều trầm trầm và nó nhạt nhạt, kiểu màu vàng, màu bạc, màu xám, màu xanh như thế này này. Và nó sẽ có cái lớp texture bên trên kiểu phay xước truyền thống của titan luôn. Nói chung là cảm giác cầm nắm nó sẽ rất là khác đấy. Nhưng mà các bạn cứ đón chờ khi nào mà mình trên tay, mình sẽ review cho các bạn nhé. Phần cần gạt rung thì bây giờ sẽ chuyển thành một nút bấm vật lý và gọi là action button. Các bạn có thể gắn nhiều chức năng vào đây. Tất nhiên, cổng sạc cũng là USB Type-C và chúng ta sẽ có tốc độ cao. Băng thông thì lên tới là 10 gigabit giây, tức là như mình nhớ không nhầm thì nó sẽ tương đương với cả iPad Pro 2018-2020. Có thể là nhiều anh em lại cũng đang chê là tại sao Apple đã trang bị cổng Type-C chuẩn Thunderbolt lên MacBook, lên iPad rồi mà lại không mang lên iPhone Pro Max. Thì thật ra là có ai dùng iPhone để cast màn hình, để stream màn hình ra ngoài bằng cổng Type-C đâu các bạn. Chúng ta chỉ dùng nó để truyền file thôi. Và với tốc độ lên tới là 10 gigabit giây thì mình nghĩ các bạn truyền những cái file ảnh, file video quay từ iPhone sang các cái ổ cứng khác nó vẫn hoàn toàn là đủ ổn. Tất nhiên là cái này phải để tương lai mới dùng kỹ được, nhưng mà mình thì không thấy có vấn đề gì với việc Apple giới hạn tốc độ của cái cổng Type-C này nhá. Có cổng Type-C đã là rất vui rồi. Và có một cái vấn đề nữa, cụm camera của 13 Pro và 13 Pro Max khác nhau ở đâu? Cụm camera của 13 Pro, 13 Pro Max đều được nâng cấp một chút ở cả bên chính, to hơn, hứa hẹn là chụp ảnh chiếu sáng tốt hơn, xử lý thông minh hơn, smart header ở độ ổn hơn, xóa phông các thứ tốt hơn. Nhưng có một cái thứ khác biệt nhiều nhất, đó chính là camera tele của 15 Pro Max ấy. Nó sẽ chính là một cái cụm camera có khả năng zoom quang học lên tới 5x. Và như mình thấy cái cách Apple trình diễn thì cái cách họ làm rất là giống camera tiềm vọng các bạn ạ. Tức là cũng có một cái lớp thấu kính rất là dày để phản chiếu ánh sáng qua nhiều tầng, sau đó thì mới tiếp xúc với cái cảm biến rất là to nằm sâu ở phía trong bên sau. Chỉ khác thôi, cái ống kính lens ở bên ngoài thì vẫn là hình tròn chứ không phải là hình chữ nhật nữa. Và cũng vì là có camera zoom 5x này cho nên Apple đã có một cái câu rất là chí mạng mà mình nghĩ là đã học tập default. Chính xác các bạn ạ. Các bạn có nhớ cái câu là hai camera mà như năm camera của anh Quảng không? Thì trên sân khấu Apple đã nói một câu ấy là hệ thống này có khả năng hoạt động như kiểu là 7 camera vậy. Tức là các bạn vẫn cơ bản là dùng camera chính 48 megapixel, nhưng bởi vì nó độ phân giải cao, độ to, cho nên nó sẽ có nhiều những cái chế độ crop gọi là zoom kỹ thuật số ấy, để các bạn chụp ở 1x hay là 1.2x, 1.5x, 1.7x, 3x, sau đó tới 5x thì mới chuyển sang camera tele, là camera zoom periscope luôn, zoom tiềm vọng luôn. Các dòng iPhone Pro thì các bạn có thể quay lên tới là ProRes 4K60 và có thêm khả năng quay màu log, dùng chuẩn màu chung cho làm phim của Viện Hàn Lâm, tức là cái viện mà trao giải Oscar các bạn. Có cả tính năng quay spatial audio, quay video không gian để các bạn xem ở trên kính Vision Pro một cách chân thực hơn. Về hiệu năng, 15 Pro, 15 Pro Max năm nay sẽ sử dụng con chip là A17 Pro các bạn ạ. Chip cho iPhone mà lại có chữ Pro,
không hiểu Apple thêm vào làm gì. Nhưng mà rõ ràng con chip này có nhiều sự nâng cấp so với A16 Bionic hay là A15 Bionic rất nhiều nhá. Một, máy sẽ có thêm một lớp nhôm để hấp thụ, để tản nhiệt tốt hơn, rất là vui. Thứ hai, con chip này sẽ có tới 6 nhân GPU, boost thêm hiệu năng lên tới là 20%, có hỗ trợ Ray Tracing, có hỗ trợ Metal FX Upscale. Và Apple cũng đã mang lên đây rất nhiều đối tác gaming của họ để quảng cáo về hiệu năng của cái dòng điện thoại này. Ủa, 3 tựa game Resident Evil 4 này, Honkai Star Rail này, có cả Genshin Impact luôn. Và đây là con chip được sản xuất trên tiến trình là N3 của TSMC với 19 tỷ bóng bán dẫn. Nó sẽ có 2 nhân hiệu năng cao, mạnh hơn khoảng 10% so với A14. 4 nhân tiết kiệm thì cũng sẽ mạnh hơn đối thủ rất là nhiều. Và đó là tất cả những gì mà mình nghĩ là các bạn cần biết về sự kiện lần này của Apple. Thêm nốt những cái cuối nhá, đấy là các dòng AirPods trong tương lai cũng sẽ có cổng C. Và kể cả là cái dây tai nghe earbud ấy, nó cũng sẽ có cổng USB Type-C để các bạn có thể kết nối với iPhone một cách dễ dàng hơn. Nói chung là bây giờ Apple đã hoàn toàn chuyển dịch tất cả các sản phẩm của họ sang sử dụng cổng USB Type-C rồi, trừ AirPods Max tôi đang chưa biết như thế nào. Giá iPhone 15 Pro tương đương với 14 Pro năm ngoái, rõ ràng cũng ít nâng cấp mà, nhưng mà lại được thêm cái viên titanium vẫn ok đúng không? 15 Pro Max do nó có cái cụm camera mới có vẻ xịn hơn thì giá đã lên tới là $1,199, tức là đắt hơn $100 so với bản base của 14 Pro Max. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, bản base của 15 Pro Max năm nay, phiên bản cấu hình thấp nhất ấy, sẽ có bộ nhớ trong lên tới là 256GB, trong khi năm ngoái lại chỉ có 128GB thôi. Thế thì tính ra là Apple cũng không phải là tăng giá đâu các bạn ạ. Họ chỉ đơn giản là đưa ra một cái phiên bản cao hơn và ép chúng ta phải mua thôi. Đó là với mức giá ở nước ngoài. Còn tại Việt Nam, nếu các bạn muốn trở thành người nhận thông tin mua iPhone 15 series sớm nhất thì hãy truy cập vào link mình để ở dưới phần mô tả video nha. Các bạn có thể tham khảo deal hấp dẫn tại shop đăng với nhiều chương trình khuyến mãi siêu ưu đãi như là giảm tới 2 triệu qua cổng thanh toán, trả góp lãi suất 0% cho iPhone mới hay là thú cũ đổi mới lên đời, trợ giá tới 1,4 triệu. Bên cạnh đó có nhiều mini game để các bạn có những cái voucher hơn nữa cơ. Thì các bạn nghĩ sao? Đừng quên để lại comment ở bên dưới nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.